សួស្តីបងប្អូននិស្សិតIT និងអ្នកដែលកំពុងធ្វើការផ្នែកIT ជំនាញ Network ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយដែលចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី ដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងStructure នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ៊ីនធឺណិតមួយRouter មួយដែលក្នុងនោះខ្ញុំឲ្យទូនាទីវាធ្វើជាDHCP Server ហើយខ្ញុំមានRuckus Switch Layer 2មកគ្រឿងRuckus Wi-Fi A6600W1និងកុំព្យូទ័រមកគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើការ Config Wi-Fi មួយនឹង បាទបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមConfigureជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅជំហានទី1យើងត្រូវប្រកាសថាAP ឬក៏ DOM Wi-Fi របស់យើងនឹងបានភ្ជាប់ទៅកាន់ Power ឬក៏PoE Switch បន្ទាប់មកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងយើងក្លិកទៅលើ Wi-Fi Network ហើយខនិកទៅកាន់OpenSSID មួយដែលមានឈ្មោះថាConfigure.me បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញផ្ទាំង Wizard មួយហើយយើងនឹងធ្វើតាម step នីមួយៗដែលបានបង្ហាញនៅលើផ្ទាំងមួយនេះចំណុចដំបូងគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសភាសាដោយឡែកយើងត្រូវជ្រើសរើសភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះអត់ទាន់មានសុផតភាសាខ្មែរទេហើយចំណុចផ្សេងៗទៀតយើងខិបវាdefault ទៅបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែក្លិកទៅលើពាក្យ Next លើផ្ទាំង Wizard ដដែលគឺមាន5ចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើចំណុចទី1គឺ System នៅកន្លែង System យើងអាចបដូរឈ្មោះ Hostname បាននៅកន្លែងនេះយើងខិ
bài nè tặng ngọc khnhi dương ai plapado bị chmu default bảo vía tờ chỉ chmu mui sen tiệt tớ hãy nơi cái này ní nhóm năng đặt tờ chmu ở a pramui rồi dop ở wifi hơi bắt đầu máu dương năng đặt password tại ở wifi bảo dương mui năng bà cầm dương tới chân nam password luôn ai tớ hơi đã bị secure tờ bà bắt đầu máu tiết click next cho đo chấm nốt tí bốn cái này administrator bà cứ chơi cái này mui đại dương ở cầm nốt password ở admin sắm rạp lọc cho AP hay nơi cái này nhóm đặt password mới sắm rạp admin bắt đầu máu dương confirm từ lựa password mới nâng bà bằng to pi dương đã confirm password hay nơi cái này password recovery nè tặng ok nè ad enable của bán ad của bạn bà chấm nốt này sắm khán bà xin chia nè ok nè client click ngày cài click password ấy cứ dương ad đặt email bà dương máu đồng bay chia security sắm rạp dương change password ngày cài hay chấm nốt question cứ dùng select question mui đại dùng kết tha dùng ai trả lời bán hay dùng chọn chấm hay dùng select máu hay bắt đầu máu dùng answer từ lơ security question năng từ hay bằng top tiết dùng còn tại click next cứ dùng cho từ đó chấm nốt tí pram cho đó chấm nốt tí pram cứ chia chấm nốt đại dùng trở review mở configuration bỏ dùng bà bản tỏ bây giờ thưa chấm nói tìm mối tìm pi tìm bay đang tìm buồn háo tại giờ miền plek chấm nói na ót bà chứng nhận tặng ót này ai review mới tới từ lơ ip từ lơ password bảo admin từ lơ security answer đại dương ban trả lời từ lơ security question bà bản tỏ bây giờ review ở háo dương còn tại từ click bịa finish tới đam bay bị chóp bản tỏ bây giờ click finish máu viên đang tìm tìa dương reboot ap bảo dương sần bà bản top mốc AP được bao dương nâng thư ca restart dạy P pro 2 chỉ pi nửa tí chẳng nhận tặng ọc này ai cho rong trăm sân tớ bà cái lấy nâng cứ kê remind dương đá thư mấy cầm oi dương power out khá nông lòng P là dương gặp bụng restart được reboot nâng bản top pi vi chấp đám restart chọc sọc group ở hơi viên nâng lột tiền mùi tiết cứ cái lấy đây
chỉ tiền mũi đầy cơ ập ở xa tớ đại dương ban configure đầu chuột cháy hơi bắt đầu mà tiết dương còn tại click bịa phần này tứ cho phải nói mình top làm bay dương châu từ căn dashboard bảo ra cơ anh lý nhà tăng ốc nít từ căn này từ căn wifi lan đại dương ban bạc cát môn năng máu bà chân dương click connect máu hay dương đặt password đại dương ban bạc cát bắt đầu mà tiết dương connect bắt đầu bị dương connect cho phải dương từ refresh page năng lang vấn hay dùng đặt username admin cho môi năng password đại dương ban bắt đầu ao admin được một nấng bà bắt đầu tiết dương click bị unleash hay bắt đầu năng máu cứ dương châu tại đó dashboard bỏ ra cơ unleash hay hay nếu không dashboard bỏ ra cơ unleash vì miễn trả an feature nếu không năng tiết sắm ra feature bắt đầu nhóm năng thuê cả bằng hai nhà tăng ok nên video bắt đầu tiết chẳng sắm ra video dương ngày nấng cứ là biết không cả set up basic set up nấng cứ dương chop bằng năng ảnh cốt nền tăng ốc này đài mơ video mùi này tăng bị đàm rồi hốt đọt chóp chụp cái này video cầu.